chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức chọn lọc đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới nhất hàng ngày bmw -I interaction is concept phong cách phòng vip di động mẫu bmw -I interaction is concept mới vừa được ra mắt chủ yếu mang vai trò giới thiệu đến người dùng những công nghệ tân tiến mà nhà sản xuất xe đức đang phát triển trong tương lai gần hãng xe đức đã mang tới cho công chúng một cái nhìn thoáng qua về tương lai xe tự lái bằng cách hé lộ BMW, các Interaction X mới, tại sự kiện C2020. Được hợp tác phát triển với Design mẫu concept có một ngoại thất mang tính trừu tượng bởi công ty Đức muốn mọi người tập trung vào khoang nội thất, cụ thể, nội thất của nó, được thiết kế, để mang tới cho hành khách cảm giác như, đã tới nơi trong khi, vẫn trên đường. Mẫu xe tương lai BMW Kép E Interaction X mang diện mạo vô cùng thú vị, tương lai hóa, không gian cho hành khách bên trong giống như một phòng chờ VIP. Hệ thống sau đó sử dụng dữ liệu này để cung cấp thông tin liên quan về thứ bạn đang nhìn. Ví dụ, hệ thống có thể đưa ra thông tin về nhà hàng sang trọng mà bạn đang nhìn chăm chú. Thông tin này được hiển thị trên kính chắn gió bởi toàn bộ bề mặt đóng vai trò một hút nhìn toàn cảnh. Màn hình toàn cảnh của e Interaction X có một giao diện người. Dùng tăng cường thực tế với ba chế độ khác nhau. Chế độ Explore sử dụng hệ thống phát hiện ánh mắt và xếp chồng thông tin về thứ mà hành khách đang nhìn. Chế độ Entertain được thiết kế để xem phim trong khi chế độ X tập trung cung cấp một môi trường an tĩnh và thư giãn. Trong khi các công nghệ trên đều nghe rất xa vời. BMW kép khẳng định rằng một số tính năng từ e-Interaction X sẽ có mặt trong Inex, e nhà sản xuất xe Đức, đã không đi vào chi tiết nhưng có tiết lộ rằng Inex sẽ có trang bị kết nối 5 giờ khi ra mắt trong năm 2021. Hãng xe sang BMW kép đang hết sức tự hào về việc này bởi họ tin rằng mẫu xe mới sẽ là phương tiện hạng sang đầu tiên có 5 giờ. Video, chi tiết BMW kép e Interaction is concept mới. Hãy để lại bình luận của bạn nó sẽ giúp ích những người xem khác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đừng quên bấm like và đăng ký kênh hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo